Xin kính chào quý thầy cô. Hôm nay cô Thúy Nga là giáo viên khoa học tự nhiên trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội. Xin giới thiệu với quý thầy cô cách chuyển hình ảnh thành video trên app Runway.ai. Để biến được hình ảnh thành video thì quý thầy cô cần chuẩn bị một hình ảnh và một thông điệp mà thầy cô muốn truyền tải cho hình ảnh đó thành video. Để làm được việc này thì chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất là quý thầy cô truy cập vào app Runway.ai. Thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Quý thầy cô sẽ kích vào đây. Và ấn vào hãy thử Runway. Lúc này thì các quý thầy cô sẽ ấn vào Get Start. Và sau khi ra được cái giao diện như thế này thì quý thầy cô sẽ thực hiện tiếp bước thứ hai. Đó là thầy cô tích chọn và dấu cộng để lấy cái ảnh mà thầy cô đã chuẩn bị. Ví dụ như ở đây thì Thúy Nga đã chuẩn bị sẵn ảnh của Doraemon và Nobita. Hai cậu ấy đang nói chuyện với nhau. Và đây là cái dòng mà chúng ta sẽ đưa cái thông điệp của bức tranh vào đây, và của video vào đây. Chỗ này thì Thúy Nga sẽ có một cái thông điệp như sau ạ. Đây là hình ảnh mà Nobita hỏi Doraemon như sau. Doraemon ơi, điều kiện chuẩn. Khác với điều kiện tiêu chuẩn như thế nào? Sau đó thì quý thầy cô sẽ ấn vào nút Generate. Và chúng ta sẽ đợi kết quả. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ thử. Bước thứ ba, quý thầy cô sẽ ấn vào nút Download. Là xong. Chúc quý thầy cô và các em học sinh thực hành thành công. Nếu quý thầy cô và các em học sinh thấy video hay, hữu ích, xin hãy đăng ký kênh ủng hộ Thúy Nga nhé.